Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 26 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện ủy Khoái Châu trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho đảng viên 70 năm tuổi Đảng. Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều doanh nghiệp nợ thuế nhà nước. Thành phố Hưng Yên trang hoàng chuẩn bị kỷ niệm 10 năm lên thành phố. Huyện Phù Cừ triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn lạm thu đầu năm học. Gia tăng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi giao mùa. Thưa quý vị và các bạn, huyện Khoái Châu vừa tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho đảng viên Nguyễn Văn Cát, chi bộ 4 Đảng ủy xã Thuần Hưng. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Cát, sinh năm 1930 tại xã Thuần Hưng, vào Đảng ngày 21 tháng 3 năm 1949, chính thức ngày 21 tháng 6 năm 1949. Sinh hoạt tại chi bộ 4, Đảng ủy xã Thuần Hưng, trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Cát, đồng chí Phạm Thị Tuyến nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những công lao của đồng chí Nguyễn Văn Cát trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương và là tấm gương sáng, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Thanh Long đã huy động được gần 170 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình tại địa phương. Trong đó, xã đã bê tông hóa được 36 km đường giao thông, đường trục chính nội đồng có chiều rộng 3,5 đến 4,5 m. Hệ thống các công trình thủy lợi, chợ nông thôn, bưu điện, trạm y tế xã đều được đầu tư xây dựng theo quy hoạch khang trang, hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt của người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,7 triệu đồng một người trên năm. 6 trên 6 thôn trên địa bàn xã giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Với 19 trên 19 tiêu chí đạt chuẩn xã Thanh Long đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới từ năm 2016 đến nay, thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã xã hội hóa được trên 7 tỷ đồng xây dựng các công trình tại địa phương. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thôn Tiên Quán đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn, con em đi làm ăn xa đóng góp xây dựng hạ tầng lưới điện, đèn chiếu sáng với số tiền 1 tỷ đồng, đường giao thông nông thôn gần 5 tỷ đồng, xây dựng và tu sửa nhà văn hóa, trường học và một số hạng mục công trình khác. Một số người dân ủng hộ nhiều là ông Nguyễn Văn Mạnh 1 tỷ đồng, bà Ngô Thị Dính 40 triệu đồng. Nhờ huy động được nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, nên cơ sở vật chất hạ tầng của thôn ngày càng được khang trang, đời sống tinh thần nhân dân trong thôn được nâng lên rõ rệt. Nhằm khai thác tối đa lợi thế phát triển kinh tế của từng xã, huyện Văn Lâm đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Đây chính là cơ sở để huyện có thể phát huy nội lực, biến lợi thế sẵn có thành hiệu quả kinh tế. Để đề án thực sự có hiệu quả, các địa phương của huyện Văn Lâm đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng lựa chọn những sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn riêng như xã Tân Quang là cây dược liệu, hoa, cây ăn quả và bóng bì, xã Lạc Đạo là cây kiệu và rượu lạc đạo, xã Đình Dù với nghề chế biến đậu phụ, giò chả. Những xã này đã hướng tới thực hiện mỗi thôn một sản phẩm, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương chưa xác định được sản phẩm chủ đạo như Việt Hưng, Trương Chắc. Thời gian tới, huyện Văn Lâm sẽ đẩy mạnh việc thực hiện đề án, tăng cường đầu tư phát triển các sản phẩm, quảng bá thương hiệu sản phẩm, nâng cấp mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm hiện có, đẩy mạnh mô hình liên kết sản xuất, góp phần thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá trị sản xuất và xây dựng thương hiệu nông nghiệp riêng của huyện. Trên địa bàn tỉnh hiện nay, hệ thống thủy lợi nội đồng có trên 6.200 km kênh mương với trên 20.000 tuyến kênh. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc nạo vét khơi thông dòng chảy chưa được quan tâm thường xuyên, ảnh hưởng lớn đến dòng chảy phục vụ tưới tiêu. Là địa phương thuần nông có nhiều tuyến kênh thủy lợi nội đồng, từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng, năm 2019, huyện Phù Cừ đã trích kinh phí 208 triệu đồng hỗ trợ 12 xã vớt bèo sen khơi thông dòng chảy ở 40 tuyến với chiều dài 20 km, khối lượng trên 100.000 m2. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành vớt bèo sen, khơi thông dòng chảy và bàn giao cho xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý, duy tu thường xuyên.
huyện mà không đầu tư cho các xã 200 triệu vớt bèo thì trong quá trình chống úng, chống hạn và chống thiên tai gặp rất nhiều khó khăn. Nghị định của chính phủ là chỉ có hỗ trợ cho công ty và xí nghiệp từ cống đầu kênh đến đầu mối công trình thôi. Còn từ sau cống đến mặt ruộng thì là tổ chức dùng nước với người dùng nước là phải thống nhất với nhau và ra cái chủ trương để thu của dân. Tuy vậy, ngoài huyện Phù Cử trích ngân sách để nạo vét khơi thông dòng chảy, các địa phương chưa triển khai, mặc dù năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dành trên 3,2 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố cải tạo nạo vét khơi thông dòng chảy thủy lợi nội đồng. Một số địa phương đã dành khoản kinh phí này để đầu tư các cống, kênh trên đồng ruộng và không đủ kinh phí để nạo vét khơi thông dòng chảy. Vì vậy, ở một số tuyến kênh mương đã xuất hiện tình trạng do bèo gây ách tắc dòng chảy trong mùa mưa bão, gây khó khăn cho công tác tiêu úng. Năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn giao công trình thủy lợi từ sau vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng trước đây của các xã thị trấn cho công ty quản lý. Trước đó, năm 2007, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện miễn thu thủy lợi phí cho nhân dân từ đầu mối các công trình thủy lợi đến mặt ruộng. Mặc dù ở nhiều tuyến kênh đã được đầu tư cải tạo, khơi thông, nạo vét, nhưng còn ở nhiều tuyến kênh mương khối lượng lớn, hệ thống trải dài, vì vậy gây khó khăn cho việc vận hành tưới tiêu. Nếu như không có sự chung tay của các địa phương và người dân, những người được hưởng lợi từ các công trình thủy lợi theo Điều 49 Luật Thủy lợi và Điều 3 Nghị định 67/2012 của Chính phủ. Vấn đề về xử lý những ách tắc của công trình nội đồng thì nó còn rất là hạn chế, dẫn đến là cái nạo vét cũng như là cái rau bèo thì làm chưa được nhiều. Chúng tôi cũng đã tham mưu với Ủy ban huyện để hỗ trợ cho các xã thị trấn bằng cái nguồn kinh phí thủy lợi nội đồng do tỉnh phân bổ, thêm cái nguồn lực kinh phí hoặc là huy động bà con nhân dân để trực tiếp là vớt cái hệ thống công trình nội đồng. Vì cái này cũng theo cái luật thủy lợi thì cũng là phải có sự tham gia của người dân. Chúng tôi cũng đề nghị với công ty có báo cáo tỉnh hỗ trợ thêm cùng với huyện. Theo luật thủy lợi thì cụ thể thì là người dân, người hưởng lợi công trình là cũng có trách nhiệm đầu tư. Tuy nhiên là cũng cần phải có cái quy định cụ thể là cái mức thu như nào và cái thứ hai là cơ chế để cho phép. Trên địa bàn huyện thì các xã, thị trấn sẽ dễ. Để giải quyết triệt để tình trạng ách tắc dòng chảy, ngoài sự vào cuộc của các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương thì rất cần sự chung tay của nông dân. Những người hưởng lợi từ khai thác công trình thủy lợi trong việc bảo vệ, nạo vét, khơi thông dòng chảy, phục vụ tưới tiêu. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh cần chủ động nạo vét, khơi thông dòng chảy, kênh mương ở các khu vực trọng yếu, khó khăn về tiêu thoát nước, phục vụ diện tích lớn để bảo đảm phát huy hiệu quả công trình và phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trong thời gian qua, các cơ quan thuế hải quan Hưng Yên đã thực hiện nhiều biện pháp đổi mới trong công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Tuy nhiên, đi ngược với sự đổi mới hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nước thì tình trạng nợ đọng thuế của doanh nghiệp vẫn còn xảy ra nhiều và kéo dài, gây thất thu ngân sách nhà nước. Để đôn đốc công tác thu thuế và thu số thuế nợ đọng, 7 tháng đầu năm 2019, Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên Kim Động đã ban hành hơn 18.000 thông báo nộp thuế, 85 quyết định cưỡng chế hóa đơn và trên 200 quyết định về cưỡng chế tài khoản. Một con số khiến nhiều người không khỏi giật mình, nhưng nhận công văn không trả lời, mời làm việc không đến do doanh nghiệp cố tình không hợp tác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Điều này dẫn đến tổng số nợ thuế nhà nước tại Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên Kim Động đến ngày 31 tháng 7 là trên 140 tỷ đồng, trong đó có 109 tỷ đồng là nợ khó thu do các doanh nghiệp nợ đã bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp hóa đơn không có giá trị sử dụng nhưng vẫn không hiệu quả. Một số đơn vị là không có khả năng, gần như không có khả năng để thu trả nộp. Và cái tiền nợ động thuế thường xuyên trong ứng dụng đã phát sinh cái tiền nợ thuế và cái tiền đấy đã tăng cái khoản nợ thêm rất rất lớn. Trên phạm vi toàn tỉnh,
Tính đến tháng 7 năm 2019, tổng số nợ thuế nhà nước của các doanh nghiệp là gần 1.200 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 588 tỷ đồng, chiếm 49% tổng số nợ, nợ khó thu là 606 tỷ đồng, chiếm 51% tổng số nợ. Những doanh nghiệp nợ nhiều là Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tường Minh, Công ty Cổ phần Cơ khí Dệt may Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển An Phú, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Vạn Thuận Phát. Đối với các doanh nghiệp nợ động mà đã cưỡng chế, cơ quan thuế đã thực hiện các cái biện pháp cưỡng chế, tuy nhiên vẫn không có khả năng nộp thuế và các doanh nghiệp đó thì lại thuộc các cái trường hợp mà đã bỏ địa chỉ kinh doanh và không có khả năng, không có đối tượng để nộp tiền thuế vào ngân sách và không có đối tượng để thu, để đôn đốc thu nữa. Nợ thuế đang là vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội và gây thất thu lớn nguồn ngân sách nhà nước qua mỗi năm. Có xử lý được cái vấn đề nợ động thì mới góp phần vào cái hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh. Thế thì chúng tôi đã đề ra các cái giải pháp là thực hiện quyết liệt ngay từ ban đầu đối với doanh nghiệp mà có kê khai phát sinh số thuế phải nộp thì các bộ phận chức năng phải thực hiện đôn đốc mà ngay từ khi mà người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế để không phát sinh cái nợ động thuế mới, và đối với nợ động cũ thì cơ quan thuế tiếp tục sẽ thực hiện quyết liệt các cái biện pháp là quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Hiện nay, mức xử lý cao nhất đối với doanh nghiệp nợ thuế, cơ quan thuế mới chỉ thực hiện đến biện pháp cưỡng chế hóa đơn và cưỡng chế tài khoản, trong khi doanh nghiệp lại sẵn sàng làm thủ tục thành lập doanh nghiệp mới để hoạt động và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm cố tình chiếm dụng tiền thuế nhà nước. Vì vậy, để chống thất thu thuế, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp, từ ngành thuế cho đến kế hoạch và đầu tư, cùng lực lượng thanh tra, công an cùng vào cuộc để xử lý. Vừa qua, tổ chức Forbes Việt Nam đã tổ chức vinh danh danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019. Và lần đầu tiên, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát vươn lên lọt vào top 5 công ty niêm yết dẫn đầu về lợi nhuận và là doanh nghiệp 3 năm liền đạt chỉ số tài chính tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam, top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín cả nước. Danh sách năm 2019 được Forbes Việt Nam xếp hạng lựa chọn các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất. Theo đó, 50 công ty trong danh sách đạt 127.530 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 19,2%. Tổng giá trị vốn hóa 50 công ty đạt 94 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, danh sách năm nay ghi nhận sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp tư nhân, trong đó có tập đoàn Hòa Phát. Trong bối cảnh ngành thép suy giảm mạnh hiệu quả hoạt động, doanh thu của công ty thép số 1 Việt Nam là Hòa Phát vẫn tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng, mỗi ngày thu về 153 tỷ đồng doanh thu, tạo ra 23,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong quý 2 năm 2019, các công ty thuộc tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 15.300 tỷ đồng và 2.050 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát đã đạt 58% kế hoạch lợi nhuận năm với 3.860 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát có 9 trên 11 công ty thành viên có dự án nhà máy tại tỉnh Hưng Yên và nhiều năm liên tục dẫn đầu nộp thuế nhà nước trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu mang tới sự thuận tiện tối đa cho khách hàng tại bước thanh toán hóa đơn hàng tháng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước sạch Ngọc Tuấn Nagaoka đã triển khai thêm nhiều kênh thanh toán cho khách hàng. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2016, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước sạch Ngọc Tuấn Nagaoka hiện đang phục vụ cho gần 10.000 khách hàng trên địa bàn hai huyện Kim Động, Ân Thi và thị xã Mỹ Hào, với mong muốn đem tới sự hài lòng cho khách hàng từ khâu đăng ký sử dụng cho tới bước thanh toán hàng tháng. Công ty đã triển khai thêm 4 kênh thanh toán tiền nước cho khách hàng, gồm thanh toán qua phòng đăng ký của công ty có địa chỉ tại thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, thanh toán qua trang web nuocngoctuan.com, thanh toán khấu trừ tự động qua tài khoản của hai ngân hàng Agribank và Vietinbank, và thanh toán qua đối tác thu hộ của điện lực ECPay. Cùng với việc triển khai nhiều kênh thanh toán, công ty liên tục nâng cấp và cải tiến dịch vụ nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hưng Yên và đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào tối ngày 30 tháng 8 tới đây.
hiện nay các đơn vị liên quan đang tích cực trang trí cờ hoa, đèn chiếu sáng trên các tuyến đường để phục vụ cho sự kiện quan trọng này. Từ nhiều ngày nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên tổ chức thay mới đèn trang trí giữa giải phân cách trên các trục đường Nguyễn Văn Linh, Chùa Chuông, Tô Hiệu cùng hệ thống đèn chiếu sáng đô thị công nghệ cũ bằng đèn LED tiết kiệm điện. Sau 10 năm thành lập thành phố Hưng Yên, cảnh quan các vườn hoa công viên đèn chiếu sáng công cộng được đầu tư nâng cấp mở rộng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt vui chơi của nhân dân trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận. Năm 2009, toàn thành phố mới có 74 km đường điện chiếu sáng với 50 điểm đèn trang trí. Đến nay đã xây dựng được 234 km đường điện chiếu sáng với 7.000 bộ đèn trang trí. Xây dựng được 40 ha vườn hoa công viên, cây xanh. Kết quả này góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố Hưng Yên, nhiều lần được Hiệp hội Đô thị Việt Nam bình chọn là thành phố xanh, sạch, đẹp. Ngày 23 tháng 8, huyện Văn Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Năm học 2018-2019, huyện Văn Giang có một học sinh đạt giải nhất cuộc thi tin học văn phòng thế giới, 45 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng toàn ngành đạt gần 90%. Đến nay, toàn huyện có 32 trên 36 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88,8%. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý giáo dục, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Huyện Ân Thi vừa tổ chức hội nghị gặp mặt học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 năm 2019. Năm học 2018-2019, huyện Ân Thi có 1.026 em học sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2019, toàn huyện đã có 180 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện theo nguyện vọng 1 từ 20 điểm trở lên, không kể điểm ưu tiên. Trong đó học sinh thi đỗ năm đầu chiếm 95%. Các xã có số học sinh trúng tuyển nhiều là thị trấn Ân Thi 24 em, xã Hồ Tùng Mậu, Quảng Lãng 12 em. Nhiều em thi đỗ với số điểm cao như em Nguyễn Trung Kiên ở thị trấn Ân Thi đỗ Đại học Bách Khoa với 10 điểm môn toán, em Đặng Quang Hiếu ở xã Đặng Lễ đỗ Đại học Y Hà Nội đạt 9,6 điểm môn toán. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng quà gửi lời chúc mừng động viên các em cố gắng phát huy truyền thống hiếu học của huyện, phấn đấu xây dựng để có đầy đủ hành trang trở thành người chủ của đất nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện Phù Cử đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh học sinh. Ngay từ giữa tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã yêu cầu các trường lập danh sách những khoản thu dự kiến trong năm học mới, trên tinh thần thu đúng, thu đủ. Bên cạnh các khoản thu bắt buộc, nhiều trường đã có biện pháp để cắt giảm những khoản thu tự nguyện, tiêu biểu như trường tiểu học Tống Phan, nhà trường tích cực huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp để sửa chữa lớp học, mua sắm quạt máy tính và xây dựng sân bóng mà không cần sự đóng góp của phụ huynh học sinh. Phần lớn các trường học trên địa bàn không yêu cầu các em may thêm đồng phục mới, không mua sắm bàn ghế mà sử dụng của năm học trước. Nhờ làm tốt việc quản lý các nguồn thu, nhiều năm qua huyện Phù Cử không xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Về các khoản thu đầu năm thì nhà trường chúng tôi cũng đã triển khai họp phụ huynh học sinh, rồi họp giáo viên. Triển khai năm học này thì chúng tôi sẽ thu các cái khoản theo cái hướng dẫn liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đặc biệt nữa là về cơ sở vật chất thì nhà trường chúng tôi có đủ rồi, thì năm nay chúng tôi là cũng là chỉ thu những cái khoản trong cái phạm vi mà hướng dẫn liên ngành đã quy định thôi, chúng tôi không thu các cái khoản nào khác. Trường chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, thì các cái cơ quan, các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thì cũng đã quan tâm ủng hộ cho nhà trường.
Nắng mưa thất thường trong những ngày vừa qua đã làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gia tăng số bệnh nhân nhập viện. Ghi nhận tại khoa cấp cứu bệnh phổi Hưng Yên, khoa hiện đang tiếp nhận và điều trị gần 40 bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, mắc chứng phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng khoảng 7% so với tuần trước đó. Theo các bác sĩ, lượng bệnh nhân sẽ tăng đột biến sau các đợt nắng nóng kéo dài hay khi thời tiết giao mùa. Người bệnh cần theo dõi dự báo thời tiết, điều chỉnh chế độ sinh hoạt để hạn chế những cơn phổi tắc nghẽn cấp tính. Hậu quả do đợt kịch phát của bệnh nếu không được kiểm soát có thể khiến bệnh nhân phải nhập viện điều trị dài ngày, gây tốn chi phí, tàn phế, thậm chí tử vong. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải karate vô địch các câu lạc bộ tỉnh Hưng Yên năm 2019. Giải năm nay thu hút 230 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu trong 2 ngày, tranh tài ở các nội dung quyền cá nhân, quyền đồng đội, đối kháng cá nhân và đối kháng đồng đội với hai nhóm tuổi từ 14 tuổi trở xuống và từ 15 tuổi trở lên ở các hạng cân. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 35 bộ huy chương cho các vận động viên thi đấu xuất sắc ở các nội dung với từng hạng cân, từng nhóm tuổi. Đặc biệt, giải nhất toàn đoàn đã thuộc về đơn vị Yên Mỹ 1 với thành tích 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.